Đoàn đang trên đường di chuyển đến Ninh Thuận, địa điểm tiếp theo ngày thứ 3. Đó là cuộc đua nắng gió. Ngày hôm nay các bạn cũng sẽ phải thu thập một thứ, đó chính là cờ. Bắt đầu. Trời ơi, đúng sao quay vậy? Hay gì? Ôi, người ơi, xem cái gì lâu đi hả? Ây da, nó bị căng cái đùi sáng nó vẫn còn, nhảy một cái quên. Thí sinh duy nhất trò chơi này, thí sinh của đội ngẫu nhiên. Yeah. Đây sẽ là ván cờ cuối cùng quyết định xem ai sẽ là quán quân chịu cỏ lần này. Trong đêm lửa trại, anh Colorman đã mặc cái quần màu gì? Cố lên Bảo ơi, cố lên Bảo ơi! Anh Sơn! Bảo! Là đáp án sai. Đáp án là YOLO. Như vậy là chúng ta đã thấy một màn lội ngược dòng ngoạn mục. 10 lá cờ, chúc mừng YOLO. 5 lá cờ, chúc đội ngẫu nhiên. Các bạn chưa nhận được lá cờ nào trong trò chơi này. Chào ba đội chơi, chúng ta là tiếp tục đến với một cái game. Game này thì ý nghĩ là đội nào cũng có khả năng thắng. Và nó tùy thuộc vào cái độ uyển chuyển cơ thể của chúng ta. Và trò chơi này chúng ta có tên là Vui cùng xe bọ. Sau lưng của ba đội chơi chúng ta đó chính là chiếc xe bọ. Chúng ta sẽ cùng thi với nhau. Và các bạn sẽ được đeo một cái máy như thế này. Các bạn được quyền tự lựa chọn vị trí nào trên bộ phận cơ thể của mình mà các bạn cảm thấy nó dễ gây ra tác động cho cái máy này nhất. Và cái nhiệm vụ của các bạn là làm sao cái chỉ số trên máy của mình cao nhất có thể. Tất cả các bạn cùng ngồi trên chiếc xe này. Chúng ta sẽ di chuyển từ đây đi qua một cái đoạn đường dài để ra tới một cái hòn đá. Lúc đó trò chơi sẽ dừng lại và tất cả sẽ đứng yên. Cái chỉ số của cả ba thành viên trong team đó cộng lại cao nhất, team sẽ được giành chiến thắng. Và đội giành chiến thắng sẽ được tới 15 lá cờ. Wow, là bằng cả hai trận hồi nãy cộng lại đúng không ạ? Đương nhiên, hai team mà có chỉ số chỉ cần thua một độ rung lắc thôi cũng không nhận được một lá cờ nào cả. Mình hay rung lắc, lộ lắc tay lắc chân ở đâu nhiều nhất thì các bạn chọn đeo ở đó. Tuy nhiên không phải là đôi khi không phải chỗ mình nghĩ nó lắc nhiều là nó lắc đâu nha. Có những chỗ mình không nghĩ mà chỉ cần một chuyển động nhỏ thì cái máy nó cũng sẽ kêu. Nghề của em. Mình nãy giờ Yến đứng vui vui. Em đứng vui vẻ nãy giờ, nói chuyện thôi cũng 36 cái rồi. Wow. Cái máy này là để đo chấn động trong những cái trận động đất lớn. Các bạn có giờ nghe mà độ Richter scale mỗi lần động đất mà nó độ 5 phần ờ. Anh nắm tay hơi lâu vậy. Tới đây giờ làm hốt chung danh đâu. Tới đây giờ làm hốt chung danh đâu. Động đất mà nó anh nắm tay hơi lâu vậy. Ban tổ chức chúng tôi là đầu tư một cái máy này là từ Nhật Bản, mọi người biết rồi, Nhật Bản á. Nhật Bản là cái đất nước mà một trong những quốc gia mà có các trận động đất diễn ra thường xuyên và đây máy này là dùng để đo chấn động của động đất mà hôm nay chúng ta sẽ được đeo cho mỗi người, các bạn hiểu rồi đó. Riêng cái này thấy tưởng đơn giản nha, các bạn cũng phải tư duy nha. Cơ thể chúng ta có rất nhiều bộ phận thì bộ phận nào chúng ta cảm giác được là chúng ta rung lắc tốt nhất. Đó. Có những người là mình lắc bụng tốt, có những người lắc vai tốt hay là có những người lắc mông tốt. Đó. Thì mình đeo vô mông, ví dụ vậy. Và thêm một cái lưu ý nữa, trong lúc chúng ta lắc nhiều quá, sung quá, máy rớt khỏi dây. Đúng rồi. Không được tính điểm. Trường hợp thứ hai, lỡ như ai chạm vào cái nút reset này, cái nút này là nút reset.
Chú ý nha, đừng có vì quá ư là đam mê rồi lỡ như nó xui quá thuộc mất là mình dù có 100 độ rung lắc cũng không là bằng không nha mọi người. Và quãng đường chúng ta đi đâu đó tầm 15 phút ạ. Làm sao mà chúng ta rung lắc cái máy này trong vòng 15 phút để ghi được số điểm cao nhất nha mọi người. Khùng điên lên mọi người ơi. Và khi mà xe dừng lại, tất cả mọi người phải đứng yên. Điểm tập kết của chúng ta sẽ là ở một cái hòn đá trứng. Và cái hòn đá này nó rất là đặc biệt. Không biết là nó đã tồn tại bao nhiêu triệu năm ở đây mà nó vẫn sừng sững như thế, bất chấp nắng và gió. À, từ đây tới đó là một đoạn đường cũng khá xa, chúng ta cũng trải qua những cái địa hình mà đồi cát rất là đẹp. Các bạn đã từng thích cái đồi cát ở Phan Thiết rồi thì các bạn sẽ thấy đồi cát đây nó có một tính chất khác, màu sắc nó cũng rất khác. Và đặc biệt là hạt cát nó sẽ rất là mịn. Chút xíu nữa sau khi đến nơi rồi các bạn có thể xuống để trải nghiệm. Các bạn có một phút nghỉ. Mọi người nhớ tưởng tượng cái chiều lắc của nó như thế nào. Này là tính động đất đấy, nên là cái độ rung của nó chắc chắn nó không phải như này. Thì tưởng tượng là tưởng vậy. Độ giống như tập twist, tức là tập chứ không phải là lắc gì không, nó phải sập sình. Lắc cái này không phải lắc nhiều mà nó kêu ra nha, mà quan trọng là cái cường độ của nó mạnh hay không ấy. Có nhiều khi nó không phải là nhanh mà có nhiều khi cái biên độ rộng thì sao, không biết vị trí nào là tốt nhất. Tôi chọn tay chân, cái bữa bị chấn thương đó là lên tay cũng hơi tay nói là, nhưng mà nghĩ là lên bàn tay thì nó sẽ là mạnh nhất. Không mà vì mình đang không được đâu. Nhưng mà anh biết sao không? Cái tay là cái mà anh giữ được nó chứ không nó rớt nữa. Đúng rồi. Em nghĩ là chỉ có tay thôi, chỉ có tay thôi. Xe đâu chạy thẳng đâu. Nó chạy rất là vòng. Thì tay mình lỡ mình dính lên lắc rồi thì không thua. Em nghĩ cái tay đi mình cứ lắc. Nó chậm chân. Anh nghĩ đi, một nhịp chân của anh cũng không bao giờ bằng nhịp tay anh nhìn nè. Một nhịp chân của anh cũng không bao giờ bằng một nhịp tay. Chậm như tôi chậm tay. Từ đây tới hết chặng đó mình dắt mông không nổi đâu. Ai cho mình chậm mông. Mông. Thì mông một cái đây. Có cái dây vòng con mông. Thì mỹ sao gắn được rồi, kẹp vô quần đấy. Nó mà rơi ra là cũng bị thua đấy. Hết thời gian ạ. Rồi, hết tập trung mọi người ơi. Team Thanh Xuân các bạn sẽ chọn đeo ở vị trí nào? Nguyên sẽ chọn đeo ở vị trí chân. Cổ chân. Cổ chân. Tay. Dạ em cũng bàn tay. Bàn tay. Và tiếp theo. 1, 2, 3, chung ạ. Chung ạ, chung ạ. Chung ạ. Em phục vào nhau. Ấn mông ạ. Hả? Mông ạ, vòng quanh mông ạ. Tiếp theo. Em bàn tay ạ. Bàn tay giống như Hoàng Yên. Dạ, dạ. Đo, cổ chân. Cổ chân. Xin mời đồng hồ cho chính thí sinh của chúng ta. 3, 2, 1. Cùng điên lên mọi người ơi. Bắt đầu. Rồi chúng ta chuẩn bị đi vào một địa hình rất đẹp nha. Cẩn thận nha mọi người ơi. Thử sức nha, 15 phút lận nha. Mình thoải mái quá mọi người ơi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Mình thoải mái quá mọi người ơi. Trời ơi, lát cỏ đâm vô mặt nè. Tôi ra Nguyên ơi, cẩn thận nha. Một lát lắc cái này xong về nhà cái tay tối nay mở ra luôn á mọi người. Ôi, lấy xe nghe chứ tôi với Đào nè. Cái chân tôi lắc về chở Đào được chưa nha. Oh my God!
một lát nữa. Cảm ơn các bạn. Ai 2129 vậy? Ai 2129 vậy? Giờ đây hả? Trời ơi. Giờ lên rồi, đó đấy. Số xác anh bà. Giờ 2130 31 rồi. Trời ơi. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kìa chúng ta đang xa xa. Và bố này đang rất trâu ra đồng. Kìa chúng ta thuyền lấy ngay tôm cá tươi. Ba ngư dân cười vui. Kìa có em mình chung du trên núi cao. Ôi má sâu sâu rừng hoang vu mang nét riêng không nơi đâu sánh bằng ngôi Việt Nam. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái thử thách thứ ba tại Phan Rang. Sau cái thử thách mà thứ ba này thì các bạn thấy như thế nào? Dạ mỏi tay, vui. Thấy vui thiệt không ta, hay vui miễn cưỡng quá nè. Còn em thì thấy có lỗi với đồng đội của mình quá. Em nghĩ ra tới đây rồi còn vòng về lại nữa, nên em rung em chừa sức, em bỏ dưới đây nè. Đó. Để có gì mình rung mà mình mỏi chân á, thì lúc có cái xe di chuyển á, nó có cái chuyển động á, thì mình ăn gian, mình rung thêm được đỡ mỏi chân, rồi mình chừa sức còn vòng về nữa. Tới đây rồi mới biết là chuẩn bị chụp hình lấy kết quả. Nguyên đi xa quá. Thật ra thì ở ngay đầu chương trình các bạn không có để ý, mình đã nói rồi là cái máy mà các bạn đang đeo là cái máy người ta dùng để đo động đất ở thế giới, cho nên nói chung là nó không có nguyên tắc gì hết. Cũng một phần cũng cho ở dưới em thấy cũng có một vài bạn làm những động tác và nó lên rất là nhanh, tuy nhiên cái máy này các bạn phải lắc xuống chiều xuống thì nó sẽ lên rất nhiều, còn ngang như vậy là cô không có gì gì hết. Em vẫn để ý anh Điền nói, và em nghĩ là cái dư chấn khi mà cái xe nó sắp lên sắp xuống nó sẽ ảnh hưởng đến cái đồng hồ này, chứ không phải cái việc mà mình nhảy nhiều hay là nhảy ít. Chính xác, Trang nói rất đúng. Không, Thái Bảo chia sẻ là cái kỹ thuật của Thái Bảo như thế nào, bởi vì nếu như mình nhớ không lầm là Thái Bảo là cái người mà có cái chỉ số chấn động cao nhất, mặc dù Thái Bảo thì ngồi được nhịp đều rất là đều nhẹ nhàng. Anh thấy là anh rất là im lặng, kiểu rất tập trung, không nói tiếng nào hết, ai la hét kiểu gì anh vẫn một mình anh làm chuyện của anh. Tại vì hơi biết sao không? Tại sao không la hét không? Tại nó mệt quá. Không, em thấy mọi người chơi rất xuất sắc nha. Bản thân em là người ngồi một hồi em muốn lả đi luôn, em muốn gãy ngang luôn á. Muốn ở đây rồi. Lắc đi, yeah yeah. Cẩn thận có trong xe lắc. Trời ơi, lá cọ đâm vô mặt nè. Ở da má ơi. Trời ơi. Trời ơi, sảng quá nè. Sảng quá nè, trời ơi. Thật sự á, thì ngay từ đầu anh Điền nói đây là cái máy đo dư chấn động đất. Thì động đất thì nó phải gần cái sàn nhất, gần mặt đất nhất, thì vậy nó chỉ xuống sàn xe thôi. Đó là cái mình suy nghĩ. Cái thứ nhất, với cái đoạn đường mà nó đi dài như thế này và nó rất là địa hình như thế này, thì cái tay mình á phải trụ cho nó vừa vững để mình an toàn trên xe. Nếu mà mình gắn cái máy trên tay á, thứ nhất là nó sai mặt đất, thứ hai nữa là mình phải làm một việc nữa là mình phải giữ cái người mình ổn định. Thì như vậy thì mình sẽ giảm bớt cái tần suất. Thì cuối cùng chỉ còn cái chân. Cái chân là cái mà trong bộ phận cơ thể mình á, chân là cái khỏe nhất. Nên cuối cùng bảo chương trình là đưa vào cái chân và mình chỉ nhịp thế này. Và mình nhịp rất là đều, coi như là không mỏi gì cả, và mình ngồi rất là enjoy và chân mình nhịp như là một bài hát với cả thứ. Và cái tần suất nhịp rất là nhanh. Nó tiếp cận vô cái sàn xe, mình nghĩ là nó vừa tưng của cái xe và nó vừa va chạm vào thì nó mới được ra con số như thế. Nghe từ đầu anh Điền nói đây là cái máy đo dư chấn động đất. Nó là một cái mình nghĩ như vậy. Nó vừa tưng của cái xe mà nó vừa va chạm vào thì nó mới được ra con số. Bây giờ đây là lời nói thật của host. Các bạn nghĩ sao mà cái máy này đo dư chấn động đất? What? Cái máy này máy đo lắc không có phải là động đất rồi. Thật sự á, thì ngay từ đầu anh Điền nói đây là cái máy đo dư chấn động đất. Thì động đất thì nó phải gần cái sàn nhất, gần mặt đất nhất.
Thành thật cảm ơn tất cả các bạn người chơi, là các bạn rất là tin tưởng host, nhưng mà đây cũng là một bài học kinh nghiệm. Dạ không phải là cái gì mà host nói ra cũng đúng. Không, anh đừng nhìn em anh. Dạ không, anh giận em nhiều lắm, anh đừng nhìn em. Em cũng bị giận. Thật ra thì có những cái game á, chúng ta phải thi thố thật sự mà. Thể lực, tài năng, nhưng mà cũng có những cái game, những cái thử thách mà thực sự là nó cũng không theo một nguyên tắc gì cả. Hy vọng là chiếc xe bò đã mang thật nhiều niềm vui cho các bạn, cũng như là những bài tập thể lực rất là trời hạnh. Đầu tiên thì Hoàng Yến xin được công bố số điểm của team về hạng 3. Hạng 3 đã thuộc về team YOLO. Cho em xin hai team còn lại đứng gần nhau được không ạ? Tại vì sao mình làm căng thẳng khúc này? Tại vì 15 lá cờ lận quý vị. Liệu là team ngẫu nhiên sẽ vượt lên dẫn đầu, hay team là team thanh xuân, không cần thắng hai thử thách trước, chỉ cần một cái này cũng có thể lật lại tất cả mọi thứ. Đó. Và team về nhất với tổng số điểm là 5-1-20. Thuộc về team thanh xuân. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thầy với Kim chưa biết cái nào lợi hại hơn cái nào. Nếu mà vậy thì hai người tay phải tụ chân. Đấy. Cái tay dịnh đó, thấy không? Cái biên động đúng, của tay dịnh đó. Đúng, phải dịnh cái tay. Chúc mừng team thanh xuân, các bạn đã vượt lên dẫn đầu. Các bạn nhận được 15 lá cờ. Và đội của ngẫu nhiên đạt con số rất là xích sao nha, 4.931. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, như cái vụ nước thôi. Hai cái này được nhau, hai cái này được nhau rất là kinh khủng. Xích sao, xích sao. À. Như vậy là chúng ta đã kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại Phan Rang. Và đó chỉ là mới là nửa chặng thôi. Rồi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục thi đấu thêm một ngày nữa. Chính vì vậy các bạn đừng quá lo lắng và chúng ta sẽ tiếp tục tập trung. Bởi vì những cái thử thách sắp tới cũng vô cùng thú vị và luôn luôn tạo cơ hội cho các bạn lật ngược tình thế. Dạ, em rất đồng ý với anh và hy vọng các bạn tối nay chúng ta về sẽ dưỡng sức để có thể chiến thắng, gọi là strike trong thử thách tiếp theo nhé mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, lẽ ra ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một thử thách rất là thú vị, bắt nhung. Wow. Nhưng mà vì lý do hôm nay các bạn thấy tình hình biển động, gió rất lớn nè, sáng nay còn có một cơn mưa rào nữa, cho nên ban tổ chức chúng tôi bắt buộc phải chuyển qua một thử thách khác. Ok, nào bây giờ mình tung lên nào, mình vui lên nè. Vui quá. Vui lên nè. Vui quá. Vì mình vui lên nè, dùng cái biển tượng mình vui lên nè. Vui lắm. Vui quá. Cười ra nước mắt. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với cuộc đua nắng gió. Và chúng ta đang có mặt tại vườn nho Ba Mọi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Và thử thách ngày hôm nay sẽ làm khó các bạn như thế nào? Thử thách đó có mang tên là hái nho du lịch. Không biết ở đây thì có ai đã từng hái nho chuyên nghiệp chưa? Em chưa từng hái luôn. Chưa từng hái luôn. Có ai có bao giờ có trải nghiệm đi hái nho chưa? Dạ rồi ạ, à. Ngay tại cái vườn này luôn ạ. À. Tại vườn này luôn. À, dạ. Có kinh nghiệm rồi nha. Đội YOLO chưa gì đã có một thành viên có kinh nghiệm. Và hôm qua thì Juni cũng đã làm rất là tốt trong thử thách trượt cỏ. Hôm nay biết đâu Juni lại một lần nữa hái nho thật là nhanh, thật là lẹ, nhanh tay lẹ mắt thì sao? Thật ra thì lợi thế đó cũng chưa chắc là lợi thế. Bởi vì như tất cả các bạn đều biết rồi, chuyến đi nhớ đời, The Journey, cái thử thách nằm trong thử thách, game trong game. Cho nên là có thể bạn Juni nghĩ là chắc là cũng là cuộc thi hái nho, giống như trước đây mình vô đây mình cắt. Cái đó đơn giản lắm. Đây là luật chơi của chương trình nè, các bạn nghe cho rõ nha. Nhiệm vụ là làm sao mình hái được nhiều nho nhất trong vòng 20 phút. Các đội chơi chúng ta sẽ phải xếp thành hàng dọc và lần lượt tiến lên để trả lời chính xác tên địa danh của các bức tỉnh. Nếu trả lời đúng, thí sinh đó sẽ có quyền cầm cái giỏ chạy ao vô vườn nho và chỉ được hái nho trong vòng 30 giây. Các bạn khi được đeo cái đồng hồ đeo tay mà nghe cái tiếng đồng hồ nó kêu một cái, các bạn phải hoàn toàn dừng việc hái nho và ra khỏi vườn nho. Trả lời sai, các bạn sẽ nhận được một cái món quà rất là dễ thương, một cái bon. Hãy quay trở lại để xếp hàng tiếp tục như vậy.
Nhưng đâu phải chị hái nho là xong mọi người. Hái nho phải đúng tiêu chuẩn nữa. Đó. Thì những trái nho mà khi các bạn hái xong sẽ được đem ra ngoài và lọc lại, chọn lại những trái đủ tiêu chuẩn mới được đem đi cân. Nếu như chúng ta hái những trái nho chưa đạt chuẩn thì những trái nho đó coi như không hợp lệ. Và trong thử thách này, đội về nhất 20 lá cờ. Và đội về nhì và đội về cuối cùng lại tiếp tục không có lá cờ nào cả. Và mỗi người chơi các bạn sẽ được trang bị một cái giỏ cầm tay nha. Mà cái giỏ này nó cũng tương ứng với màu xe của bạn luôn. Đội chơi có số điểm cao nhất bây giờ sẽ được ưu tiên để xếp hàng ở vị trí số 1. Đội chơi cao thứ nhì của ngày hôm qua thì sẽ xếp vị trí thứ hai và cuối cùng là đội còn lại. Cứ vậy lần lượt xen kẽ các thành viên của ba đội. Tất cả các người chơi sẽ liên tục trả lời câu hỏi và hái nho trong vòng 20 phút. Mình không phải là mình thấy nho là mình cứ cắt, đúng không? Mình vào mình phải lựa nho. Cái việc mà xác định cái chất lượng nho đúng tiêu chuẩn cũng là một tiêu chí bắt buộc trong cái thử thách này. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp gỡ chú Ba Mọi, chính là chủ trang trại, chủ cái vườn nho này, và chú sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách nhanh nhất để làm thế nào xác định được nho đạt chuẩn là như thế nào. Xin mời chú Ba. Chú ạ. Cái thứ nhất là tôi xin giới thiệu, khi chúng ta cắt một cái chùm nho thì chúng ta cũng nên cần biết nó tên là gì. Tôi xin giới thiệu, người Việt mình được gọi là nho xanh, nhưng mà thực tế nó, cái tên chính thức của nó là Huai Malaga, xuất xứ từ Pháp. Và cái tiêu chuẩn để mà cắt nho, cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải chú ý là nó phải ngọt. Cái nho xanh này khi chín, cái độ vàng của nó càng cao thì cái độ ngọt nó lại càng cao. Và trong cái tiêu chuẩn cắt á, thành viên phải chú ý là chùm nho phải đẹp, tức là nó không phải là đầu gành trái cuối bản trái, mà nó phải đều trái trên cái chùm. Và cái độ nở của trái á, nó phải đi đến cái độ là tối đa, nghĩa là nó căng mọng ra. Đó là những cái tiêu chuẩn cần thiết mà để khẳng định đó là cái vườn nho đạt tiêu chuẩn. Dạ, được, cảm ơn chú Ba Mọi về những cái tiêu chí và tiêu chuẩn rất là rõ ràng. Quý vị và các bạn thân mến, các đội chơi thân mến, những câu hỏi của ngày hôm nay thật ra nó cũng không có quá khó đâu, các bạn đừng quá lo lắng. Ban tổ chức của chương trình đã mời một khách mời đến đây để hỗ trợ cho các bạn tìm ra câu trả lời. Và hôm nay xin được giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là khách mời đặc biệt của thử thách ngày hôm nay, bạn Đặng Vương Huyền Trân. Xin chào anh và tất cả các đội chơi ạ. Em là Đặng Vương Huyền Trân, thuộc top 45 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Vương Huyền Trân chính là người con của vùng đất Phan Rang, Ninh Thuận này. Và bạn là người con của dân tộc Chăm. Em có thể chia sẻ với quý khán giả cũng như tất cả các người chơi của chúng ta một xíu về cái nơi em đang ở. Dạ, mọi người đứng ở đây thì cũng biết là cái thời tiết như thế này là nó là đặc trưng của vùng đất Ninh Thuận rồi. Còn nhà em là ba đời nấu rượu ạ. Ủa, ba đời nấu rượu nho hả? Nấu rượu gạo thôi. Ủa? Có liên quan quá. Có chứ ạ, có liên quan là nấu rượu. Ba đời nấu rượu nhưng mà phải nấu rượu nho nha. Rồi, như vậy thì chúng ta cố gắng hái thật nhiều nho và lát nữa chúng ta cũng sẽ ra mang về nhà mình mỗi người một cần xé nho. Đó, là... chúng ta sẽ có 10 giây với sự trợ giúp của bạn Huyền Trân. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Rồi, nào, bắt đầu. Gợi ý của bạn là biểu tượng của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, được xây dựng để cung cấp nước sinh hoạt. Nhà máy thủy điện. Hết giờ. Khó hả? Có hả? Tôi không biết, tôi kêu nó đại. Nhà máy điện nước Phan Thiết. Thử cân quá. Được xây dựng để cung cấp nước. 10. Thủy đài. Chưa chính xác. Nhà máy nước Phan Thiết. Nhà máy nước Bình Thuận. Nhà máy nước Bình Thuận có 10 giây mà. Thủy đài. Nhà máy thủy điện. Nhà máy thủy điện Phan Thiết. Nhà máy thủy điện Bình Thuận. Không được quá hình nữa. Được xây dựng để cung cấp nước sinh hoạt. Nhà máy nước sinh hoạt. Nhà máy. 4 3 2 1 tượng đài. 4 3 tượng đài. 1 tượng đài dưới nước. Tượng đài dưới nước. Cái gì? Gần chính xác là thủy đài. Đài phun nước Phan Thiết. Hồ nước Phan Thiết. Vòi phun nước. Thủy đài.
hết giờ. Mọi người hãy nghĩ tới hình dáng của thủy đài đi ạ. Thủy đài cổ Phan Thiết. Thủy đài sáng nó có liên quan tới cái gì không ạ? Hát thủy đài Phan Thiết. Hai. Hát thủy đài Thủy đài. Đi về. Cái chữ thủy đài là đúng rồi, các bạn phải dùng cái từ chữ thủy đài nha. Rồi. Dạ. Dạ. Tháp thủy đài, tháp thủy đài Phan Thiết. Phan Thiết thủy đài. Tháp thủy đài Ninh Thuận. Phan Thiết thủy đài nó thử đi. Phan Thiết thủy đài nó thử đi. Phan Thiết thủy đài. Dạ rồi. Cái chùm đẹp đẹp em chùm dài á, mà chùm bự bự thì được nhiều tí. Công trình xây dựng vào năm 2000, cầu dây văng đầu tiên tại Việt Nam nối liền hai tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang. Cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận. Đúng. Yeah, hồ Hoàng Kiếm. Trời khó thế thế. Tới mình là khó rồi nha. Ủa đồng hồ đâu? Dạ đấy. Ừ chưa hết giờ. Xanh. Ôi, tiếp rồi. Hết giờ ra. Cô chừng đeo kính đen không biết màu xanh màu vàng nha anh. Cô chừng đeo kính đen không biết màu xanh màu vàng nha anh. Cô yên tâm. Hái nho ba đời rồi. Ghê vậy. Hết giờ chưa? Bên kia hết, chứ đây chưa hết đâu. 2, 1. Rồi hết giờ rồi ạ. Ơ, để lại ở đây ạ. Đúng. Ví dụ như đi ạ. Là một địa danh tại Phú Yên, nằm tại quảng trường Nghinh Phong. Dựa vào cái hình dáng của nó. 4, 3, 2, 1. Nằm tại quảng trường Nghinh Phong. À... hình dáng, dựa vào hình dáng. À, tháp. Yeah. À, tháp. Tháp. Nằm tại quảng trường Nghinh Phong. 7, tháp. 6, quảng trường Nghinh Phong. À, tượng đại tháp đôi quảng trường Nghinh Phong. Đúng. Tháp đôi Ninh Phong, cứ tháp nói đôi nói Ninh Phong. Tháp đôi Ninh Phong nói lại đi. Nằm tại quảng trường Ninh Phong. Người Phú Cường chắc hôm nay không có cơ hội hái nho. Tháp Ninh Phong. Chính xác. Dạ, trời ơi. Cầu Đồng Đà Nẵng. Cầu Đồng Đà Nẵng. Ấm luôn. 12 nhịp biểu tượng của Huế, nhưng lại nổi tiếng tại Hà Nội với món kem. 5. Câu tranh kỳ. Đúng. Chợ Bến Thành hả? Đúng. Chợ Bến Thành. Không, tiếp theo. Ủa tiếp theo hả? Cách thành phố Phan Thiết 60 km thuộc tỉnh Bình Thuận, cung đường vượt biển nổi tiếng với các tín đồ du lịch. Đường song hành của Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam. Màu trắng, màu trắng. Đúng. Tọa lạc tại Hồ Bán Nguyệt, thành phố Hồ Chí Minh. Cây cầu này không có phương tiện qua lại mà chỉ có người đi bộ. Cầu ánh sao. Tiếng người xứ Huế. Chưa thấy thơm. 8. Chưa thấy thơm.
Thôi, nhà hát lớn khó lắm. Phúc là giáp. Trời ơi, nhà thờ Đức Bà, tắm đi. Tắm đi. To nè, trình mềm nè, không cắt. Thôi, chị đừng dụ em nha. Không thiệt, không dụ đâu nữa thiệt. Ai dụ làm gì chích nó xin chứ. Đi tìm thì mới tin nè. Bốn đầu đó mọi người. Thầy Quang, thầy đó, thầy đó. Là một hồ nước đẹp nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Ồ, cái gì vậy? Hồ Xuân Hương à? Nơi này còn được gọi là Ứng Lăng. Ứng Lăng cổ đại. Lăng Khải Định. Chính xác. Đây, bóp nhanh ngay. Là công trình trọng điểm nhất của cụm tích đôi bờ Hiền Lương sông Bến Hải vĩ tuyến 17. Cột cờ dưới tuyến. Lăng cột cờ dưới tuyến. Cột cờ Hiền Lương. Chính xác. Chùa Một Cột. Chính xác. Cổ Việt Nam. Đại nội Huế. Quận Ba Đình, Hà Nội. Tên tiếng Việt là Kỳ Đài, Hà Nội. Chết rồi, cái này quen lắm. Tên Hán Việt là gì em? Tên Hán Việt là Kỳ Đài, Hà Nội. Trời ơi. Nãy giờ mới được bỏ một cái. Cột cờ Hà Nội. Vô đi. Chạy em đi Yến ơi. Yến ơi. Bất ngờ lại em ơi, hãy luôn em ơi. Có chùm mày này mà hơi xấu, chùm mày chính này mà hơi xấu. Của Hội An. 5. Của tôi nè. 3. Quê, cùng quê đúng không? Quê không? Rồi, giúp em. Chùa cầu Hội An à. Bấm, rồi chạy. Rồi của em đó. Chào Đồng Xuân, chào Đồng Xuân. Rồi bấm. Là ngọn núi được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ. Có độ cao là 986m. Núi Cấm. Tây Ninh hả? Trời ơi. Tây Ninh phải không? Núi Bà Đen. Rồi, người cuối cùng đã kết thúc 20 phút. Nhanh Phương Anh ơi, bà là người cuối cùng đó Phương Anh ơi. Ráng lên. Chết rồi, cái kéo của em. Còn một giây. Rồi, đã hết 20 phút rồi, chúng ta chuẩn bị quay về để xem thu hoạch. Trời nhiều vậy luôn hả? Trời ơi. Kệ. Có chút xíu hả? Có người không? Đồng ký mà. Quý vị và các bạn thân mến, những thử thách rất là đơn giản nhưng mà rất là vui. Cả ba đội đều không ai phạm quy cả. Và bây giờ thì chú Ba Mọi đang quay trở lại với chúng ta để lựa chọn ra những chùm nho đạt chất lượng. Và đây mới là điều quyết định của chương trình. Rồi, dạ mời em Ba. Yêu cầu đội này không là mà mất tinh thần mà. Chị xin ra nha. Đề nghị không năn nỉ. Không hối lộ. Chú Ba là công tâm à. Tôi xin chuyển lựa để mà chúng ta chấm điểm. Dạ. Tuy nhiên có một điều mà gây ngạc nhiên cho tôi. Phải nói là tôi hết lòng khen ngợi cả đội. Tại vì tôi nhìn các cháu đã cắt như vậy thì không thua kém những nhân viên chuyên môn của tôi. Nhìn chung là mẫu đạt yêu cầu rất là nhiều. Chúng ta sẽ chuyển những cái chùm đẹp và chất lượng đạt yêu cầu sang cái giỏ này. Cắt đẹp quá. Cũng như vậy là thấy là quá tốt rồi. Đều, dễ sao đều luôn á. Ok quá nè, quá xuất sắc. Wow. Đề nghị đội Yolo không được đạp vào chú Ba nha. Mình thấy chú Ba cầm chú Ba để xuống rồi, cái xong cái tự nhiên cái mình thấy có một cái hành vi đạp giò đó. Chú
ở dưới là em đấy, em là người đầu tiên mà. Đó, mấy cái dưới bỏ hết á. Đẹp luôn, wow. Đẹp như tranh vẽ. Chú làm nào cứ chọn hết các con là con vui lắm chú ạ. Nhưng mà xuất sắc. Thôi bỏ có xíu à. Xuất khẩu à. Cảm ơn chú ba. Cảm ơn chú ba. Dạ mời đội đỏ cho đội vàng vào gần chú hai. Chú ba. Chú ba ơi lâu quá. Nay con mới có dịp từ Sài Gòn về đây thăm chú. Ủa? Định là lấy bóp trái nha. Đẹp quá nè. Ê, đẹp nha. Đội này đẹp lắm á. Đẹp luôn. Quá xuất sắc chị ơi. Quá chị mà đẹp quá nè. Ai hát chùm này vậy? Anh Đào á anh. Người đẹp mới lựa được chùm đẹp vậy chứ. Người đẹp mới lựa được chùm đẹp vậy chứ. Đặt cách cho Phương Anh Đào một công việc ở đây nha. Quá xuất sắc luôn. Không vậy là phải gũi chị Yến lại nha. Phải gũi chị Yến lại. Chị còn vô dùng lựa giùm nữa không? Đẹp quá chị ơi. Có trái kìa, có trái hư. Mày nói. Có con trái hư thì mình bỏ trái hư ra thôi hay sao ta? Đúng rồi, bỏ trái hư ra. Bỏ trái hư ra thì có con trái hư rồi, đúng dạ, vậy. Nó quá đẹp. Chú quyết được mà. Chỉ có con trái thôi. Đề nghị không được tranh thủ tình cảm của chú ba nha. Dạ. Chót con trái mà cái chùm nó lớn. Dạ. Quá lớn dạ. Rồi. Cái tổng thể quá đẹp đúng không chú? Dạ. Đẹp quá nè. Lâu quá rồi, ông nội con có gửi lời hỏi thăm bác ba. Cái này hơi lố nè, chú này hơi lố. Wow, màu quá đều ạ. À. Dày cơm quá. Gột chuột này quá xuất sắc. Còn cái này leo que quá rồi. Leo que. Thấy Hoàng Yến có tố chất làm KCS đó, kiểm tra chất lượng đó. Đẹp quá chú trời. Cái màu cũng đều. Ừ, cái chùm đó không được mà bác. Bây giờ bác cứ xe bữa coi nếu mà ở trên bác này à, thiểu số với đa số được thì bác là. Trời ơi, bao nhiêu năm tuổi nghề của bác mà. Chú ba kinh nghiệm mà. Dạ. Dạ ông ngoại ơi. Dạ dạ. Dạ con gặp được bác ba rồi ông ngoại ơi. Dạ. Rồi kêu nội ngoại hai họ luôn đúng không? Dạ. Ông ngoại con mới gửi lời hỏi thăm bác ba. Sao mấy nay gọi mấy bận. Chồng bác ba hoài, chồng bác ba hoài. Bà nội con hỏi bác ba vẫn còn xài số điện thoại cũ đúng không bác ba? Bác không dùng điện thoại. Chùm nó bị xanh rồi, chùm nó chưa có sơ chín. Ồ, sống nhỏ mà. Ủa, con thấy nó cũng vàng vàng mà bác. Suy nghĩ lại giùm con đi. Không phải công tâm, cái này cứng ngắc à mọi người. Cái này cứng quá. Rồi, để coi đội này giải trình như thế nào. Bác ba, chắc là bác khát nước không bác? Để con lấy nước cho bác uống nha. Bác cứ không thích, bác cứ bỏ qua cho con. Nhưng mà bác thích hết giùm con cái. Đẹp à, đẹp quá à, đẹp quá à. Bác thích không thích không thích. Gần cuối rồi các bà gây áp lực bác ba quá. Alo, con nghe là bác Ba Phi. Bác Ba Phi hỏi thăm bác ba hả? Bác Ba Phi hỏi thăm bác ba mọi hả? Cái này cũng không được à. Cái đó này trời nha. Em bị bệnh rồi, em bị bệnh, em bị bệnh rồi. Trái em bị bệnh rồi. Đôi chị hồi nãy cũng hư nhiều lắm. Ừ đúng rồi. Bay hư quá trời kìa. Không, cái này cái chùm ở dưới vẫn đẹp. Không được rồi, không có được xuất khẩu. Yêu cầu đội thanh xuân ra ngoài cho bác ba ổn định à. Đôi này phải bị phạt vì là toàn hái sai thôi. Hái sai đâu? Phạt hư hết vườn nhà bác ba rồi. Làm hư hết cả vườn. Hay, ý đó hay đó. Hư hết cả vườn luôn. Hư hết cả vườn. Nho nó chưa kịp lớn nó đã hái rồi. Nó quá bé. Nó bị cứng mà. Bác con dễ thương mà ha. Đúng không bác? Bác con trai giới thiệu cho con. Thôi. Bác con trai giới thiệu cho con. Bác ơi bác đừng lên tập đoàn bán nho mà nói nhé bác nhé. Bác phải có chính kiến riêng bác nhé. Cái chùm đó là bỏ lên lại á. Cái chùm này bé mà bác. Tương đối mà bác. Bé quá không đủ tiêu chuẩn không ai. Không xuất khẩu được à. Mọi người ơi, mọi người ổn định đi mọi người. Bác chỉ còn đưa tay con rồi con sẽ. Con bỏ vô lại cho bác lượng lần nữa hả? Cái độ lái được cái chùm đẹp quá nè. Quá đẹp. Mơn mởn luôn. Đó em lại em lượng quá. Đó. Dạ, cái em đẹp đẹp nè. Đó rồi, nhóc rồi. Quá mừng. Đẹp. Nhiều lắm yên tâm. Rồi ở dưới này là toàn là của Mai Thảo Nguyên chất lượng thôi nha mọi người. Này nhớ tại sao hái nhiều thế bây giờ để bác đứng nắng bác đếm này à. Hái ít thôi. Ủa? Ổng đi lên đó thôi kìa. Đứng lên đây không giành nổi. Mày đứng đây kiểm soát. Đó cái đẹp nè. Rồi. Rồi cảm ơn bác. Rồi đã xong.
Thôi quý vị các bạn thân mến, như vậy là chiến thắng đã quá rõ ràng. Đội về nhất xin được chúc mừng đội. Hai mươi sáu ký 19 ký 4 14 ký 2 1, 2, 3 19 ký 4 3 lên 26 ký rồi 2, 3 14 ký 2 giác. Ê, 2 ký 2 chứ không có giác, lộn, ký 2 đúng luôn á. Chúc mừng đội về nhất ngẫu nhiên. Vâng, và xin chúc mừng đội ngẫu nhiên đã mang về cho mình thêm 20 lá cờ nữa. Trong chặng Phan Thiết thì tất cả đội chơi của chúng ta đã được tham gia một thử thách, đó chính là lái xe vượt sa mạc vô cùng hấp dẫn và gay cấn. Và chúng tôi cũng tin rằng là tất cả quý vị khán giả đều rất mong chờ có thêm nhiều thử thách về xe, bởi vì hiếm có một cái chương trình truyền hình thực tế nào mà có những cái thử thách về xe đặc biệt, độc đáo, gay cấn và thú vị đến như vậy. Và cũng không để cho quý vị khán giả chờ đợi lâu, ở ngay trong cái chặng thứ hai này là chặng Phan Rang, ban tổ chức cũng đưa vào một cái thử thách liên quan tới xe nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng và tình cảm. Mỗi lần em nghe anh nói cái gì mà liên quan đến sự nhẹ nhàng và tình cảm là em thấy nhẹ có nhàng. Vấn đề trong đó nha. Các bạn cần phải rửa xe, nhưng rửa xe bằng cơ thể à. Đó, nghe thì mình thấy là lạ nhưng mà có cách hết. Chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy tài năng của những người chơi của chúng tôi. Rửa xe bằng cơ thể, chuyện nhỏ. Và người chiến thắng thì như thế nào? Đội chơi sẽ dành cho mình 25 lá cờ. Điều đó có nghĩa là các bạn có thể lội ngược dòng. Bốn thử thách trước đó bạn có thể là đang ở đoạn cuối hoặc là ở đoạn giữa, không quan trọng. Không thể đoán được. Ba đội chơi phải chơi cùng một lúc nha, đối kháng luôn. Trong tay Hoàng Yến có một cái rổ. Và trong cái rổ này sẽ có tới 9 dụng cụ. Các dụng cụ này đã được đánh số. Các bạn sẽ được bốc thăm dụng cụ dành cho riêng mình. Ngẫu nhiên các bạn bốc thăm thì mỗi đội sẽ được 3 dụng cụ. Rồi không biết là dụng cụ đó thế nào thì các bạn phải dùng 3 dụng cụ đó mỗi đội để chúng ta làm sạch cái xe mình tốt nhất có thể. Đầu tiên chúng ta có 1 phút để làm bẩn cái xe của đối thủ nhiều nhất có thể. Sau khi làm bẩn xe trong vòng 1 phút thì các bạn sẽ có được 10 phút để rửa xe của mình. Thầy Trung sẽ là người làm trọng tài cho thử thách này. Chỉ có 10 phút thôi mà nếu như các bạn sử dụng 9 cái dụng cụ này, bảo đảm không thể nào làm sạch xe nhanh được. Và chính vì vậy bạn phải dùng cơ thể. Mình từ trên xuống dưới đều là giống như là cái cây lau nhà. Đội nào không có thảm lau thì chùi bằng cơ thể. Thí dụ, đó, vậy phải không? Anh ví dụ liền á, vô. Đó, ai mà tiết diện cơ thể đó, ai mà tiết diện cơ thể đó nhiều đó thì các bạn sẽ, đó là cơ hội đó. Em hỏi kỹ là dùng tay được không ạ? Dùng tất cả bộ phận trên cơ thể. Rồi, lỡ như em không có mắt này kia, em lấy cái này được không? Thì dùng cơ thể của mình nhưng mà không được cởi áo ra. Rồi, nếu không còn câu hỏi nào nữa chúng ta bắt đầu bốc thăm nha. Lau bằng lưng. Lau kính. Số 3. Ủa, Dũng, bên này tan đồ lau. Bên này tan đồ lau. Ba cái khăn lấy cái xô nhỏ. Ok baby. Và
Và bây giờ các bạn chuẩn bị có một phút làm dơ xe. Trước khi làm dơ, Hoàng Yến muốn nói rõ các bạn luật lệ là chúng ta chỉ được đến đây lấy chất làm dơ và làm dơ xe đối phương mà thôi. Tuyệt đối không được nhấc xô lên khỏi vị trí này. Và bây giờ các bạn chuẩn bị nghe hiệu lệnh nha. 3 2 1 Bắt đầu. Từ từ bình tĩnh chị ơi. Một, bắt đầu. Thời gian làm bẩn xe, làm dơ xe đã xong. Trời ơi, xe đã đẹp chưa kìa. Ủa? Trời ơi. Trời ơi. Cái này quyết liệt không cho lấy 25 lá cờ kìa. Ai đã lát lên xe này một người. Solomon nhận thấy rằng là chiếc xe này là một cái chiếc xe mà coi như là cũng không biết là cái thù chút oán gì với cái đội khác mà chiếc xe này nhận được rất nhiều. Em xin phép nha, là cái lúc mà em hành hạ chiếc xe là chị Trang rồi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Trời ơi. Rửa tay đầu tiên. Ok. Mỗi lấy một giòi.
không được xịt nước. Đây đây. Đây đi kể đi, phải cho người chứ không. Quyết liệt quá nè. Không được, không được cầm vòi xịt nước. Không được, lại lên trên. Không được đi nữa đi. Không được cầm vòi để xịt nước nha. Đủ nước làm ướt hết nguyên cái xe đi rồi tới. Không có nước, không có lâu được cái gì hết. Này này. Nước bỏ ướt xe đi. Bỏ ướt xe đi. Nước bỏ ướt xe đi. Để nước để đi chạy ra cửa đi. Này. Đừng gác một, bên kia đi. Ngẫu nhiên là rút sắt rồi. Rửa xe của mình hay quá nè, anh bảo hay quá. Em ơi nước. Đội nào cầm vòi xịt thẳng lên xe là coi như là bị trừ điểm nha. Tuyệt đối không được dùng vòi để xịt thẳng lên xe nha. Còn 2 phút, còn 2 phút. Xe lắm, xe lắm, xe chưa? Chú ý mấy cái chi tiết nha. Đội nào hoàn thành thì đội đó la lên là hoàn thành nha. Cửa xe bên phải còn dơ quá. Đó, ở trên đúng rồi, đó. 3, 3, 1, khăn đi. Anh thịt buộc lòng không? Anh lúc đây, anh còn 60 giây. Đi nước đây. Lòng cái tay, lòng cái tay xe. Chết. Lòng cái tay xe. Đó. 7. Lòng khô nữa, lòng khô đi mời lòng khô nữa. 6. Khô lòng khô. 5. 4. 3. 2. 1. Hết giờ. Và bây giờ thì mời thầy Trung, chuyên viên của Toyota Biên Hòa sẽ vào để chấm điểm cái thử thách này. Này khó nha anh. Dạ. Tại rồi. Thấy xe nào rửa cũng sạch quá, không biết sao. Dạ. Rồi, cho thầy đi xem đi thầy. Kết quả sẽ có trong vòng ít phút nữa. Chúc mừng xe nào giờ ta? Thầy thích xe nào thì thầy ngồi lên xe đó.
hợp quá kìa. Chúc mừng. Chúc mừng. Thật không? Chúc mừng tên à? Xe màu vàng cái tổng thể là nó sạch hơn. Dạ, tổng thể sạch hơn. Xe màu đỏ thì ở phía trong cái lưới của tản nhiệt còn rất là nhiều màu. Còn xe màu xanh thì còn dơ khá là nhiều. Tại vì hồi nãy là xe màu xanh là bị giống như là hội đồng quá à. Hai đội hồi vô là làm dơ xe màu xanh. Này là chắc gây thù chứ quán nhiều quá. Không, nhưng mà em thấy đội xe màu xanh là làm sạch như thế này là cũng hết sức và rất là sạch so với cái chất dơ ban đầu. Rất là cố gắng luôn. Đánh giá rất là cao nỗ lực của các bạn. Một bộ đồ như thế này rất là bất tiện. Thật ra thì đội mạnh là luôn luôn là cái đội sẽ gây chú ý. Và mình nghĩ rằng là sắp tới là đội ngẫu nhiên chúng ta cũng phải suy nghĩ cách trong tất cả các thử thách sắp tới, bởi vì đây mới là chặng thứ hai thôi. Dạ, em thì em thấy đội YOLO là coi như là hầu như các đội khác không quan tâm đến việc làm dơ xe của đội YOLO, chỉ là dơ xương xương cho có luôn. Đội YOLO chiếc xe màu đỏ thì các bạn có lợi thế, nhưng mà rõ ràng các bạn lại quên đi cái tính chi tiết ở trong cái lưới tản nhiệt. Trong cái lưới tản nhiệt vẫn còn rất nhiều màu đỏ trong đó mà các bạn không để ý. Dạ rồi, công bố anh ha. Rồi, em công bố đi. Dạ. Rồi. Rồi. À. Rồi. Công cao luôn đi, công cao luôn đi. Công cao đi em. Nào đỡ đỡ bé giùm em. Rồi cho bác sĩ đi, cho bác sĩ. Ngại á, nó đi dài. Rồi cho bác sĩ đi, cho bác sĩ. Kêu bác sĩ. Ủa, từ. Anh nào đỡ bé giùm em. Giữ cái máy nè mọi người ơi, giữ cái máy đi. Giữ sâu rồi, giữ sâu rồi. Nguyên một hộp. Anh nhận cái túi. Ờ, bố tờ. Đem nguyên vô. Lấy cái túi ra mà. Anh nhận đi. Lấy cái dù lên. Xin được chúc mừng ba đội chơi đã hoàn thành xong một cái thử thách có tên gọi là rửa xe bằng cơ thể. Và quả thật thì hơn như Hoàng Yến cũng như anh Điền có theo dõi nãy giờ thì đây là một cái game rất là kinh khủng. Có nước nhưng mà không hề mát một tí nào, và chính vì điều đó cũng đã gây ra một cái lý do sức khỏe cho một thí sinh của đội ngẫu nhiên, đó chính là bạn Nguyên đã phải vào trong để tạm thời nghỉ dưỡng. Và với chiến thắng đến từ đội Thanh Xuân, số cờ mà đội Thanh Xuân đang có là 40 cờ. 25 cờ của đội ngẫu nhiên và chia buồn với đội YOLO vẫn đang về hạng 3 sau 2 trận. Em quen ở vị trí này rồi. Không được quen nha mọi người. Đúng rồi, mình không nên quen. Mình quen riết là mình thành ghiền. Đó là chúng ta còn đã quên đi một cái tấm thẻ lợi thế của đội Thanh Xuân. Trên tay anh là có cái tấm thẻ lợi thế của đội Thanh Xuân. Mà trong cái một cái mini game buổi sáng sớm. Bây giờ ai bắt anh và giật được con gà này là đội đó chiến thắng. Như vậy thì đội giành chiến thắng trong cái phần thi khởi động đó chính là đội Hoàng Nguyên. Đó, đây là một cái lợi thế nằm trong ba chiếc thẻ này. Hôm nay mình chỉ sớm chứ mình chọn phòng mặt trời đi. Đó, nếu bạn chọn mặt trời là bạn được cộng thêm 8 cờ, mà bạn chọn cái biển thì bạn được nhân đôi số cờ. Chọn đồi cát thì quyền lợi cho chặn sau. Đấy. Các bạn thân mến, các bạn đừng coi thường những cái tấm thẻ lợi thế như thế này nhé. Đó, và những cái thử thách đó nó rất là đơn giản thôi, có rất là nhiều cái thử thách mini nho nhỏ như thế. Và đừng bỏ qua cơ hội đó nha. Nếu mà chốt lại tại chặng này thì đội Thanh Xuân đạt tới 48 cờ. Nhưng mà thật ra bạn đã về nhất rồi, nên 8 cờ này cũng không có ý nghĩa gì. Tấm thẻ này trở nên vô dụng. Ví dụ như đội YOLO mà giành được cái tấm thẻ này, rồi bạn chọn ngay đúng nhân đôi số cờ. Còn thứ ba. Khoảng cách hơi xa. Không, nếu ngẫu nhiên chọn được. Đúng. Là mới là vấn đề. Là lật liền đó, là gây cấn đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là đội giành chiến thắng tại cuộc đua nắng gió ở chặng thứ hai đó là đội Thanh Xuân, và tương ứng với cái vị trí số 1 này thì bạn sẽ được 50 điểm, đội ngẫu nhiên về nhì 30 điểm và đội YOLO vẫn chưa được điểm nào sau 2 chặng. Và các bạn phải lưu ý là cái số điểm này chúng ta sẽ cộng dồn, và cuối hành trình đội nào có điểm nhiều hơn đội đó sẽ trở thành quán quân. Và như vậy thì sau 2 chặng tổng số điểm của ba đội như sau: đội Thanh Xuân 100 điểm, đội ngẫu nhiên 60 điểm và đội YOLO dạ chưa có điểm nào.
hãy đón xem chương trình Chuyến đi nhớ đời được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình Chuyến đi nhớ đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Điền Quân Group thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chặng thứ ba tại Khánh Hòa có cái tên là Vòng Xoay Du Lịch với rất nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước. Bắt đầu ngay thôi. Đắp lên cầu đi, đắp lên cầu đi. Ôi trời ơi, nó cứ trong chanh như thế kia ấy, chết rồi. Chào người ta vô, chào người ta vô. Bơi vô đây, để hồi mất thời gian đó, bơi vô đây. Nặng hoa, nặng hú. Tắm miếng to ào. Nếu mình vượt qua được cái thử thách thì mình được quyền chọn bất kỳ một đội nào trong hai đội còn lại để mình cướp điểm. Gulo sẽ cướp 6 điểm của Thanh Xuân. Dạ, Thanh Xuân ạ. Wow, một cú lật mạng một. Lâu nay tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống giữa laptop TV, gửi đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất lên ba nỗi buồn xách ba lô lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất đi bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kìa trông ra đằng xa xa, và một anh đang dắt trâu ra đồng, kìa trông theo thuyền lênh đênh tôm cá tươi, và ngư dân cười vui, kìa có em mình chung du.